bảo tồn, trong đó có ứng dụng công nghệ, số hóa các công trình kiến trúc phục vụ bảo tồn và phát huy di sản, giúp công chúng tiếp cận lịch sử, văn hóa dễ dàng hơn, đang trở thành hướng đi tốt. Hãy đến và cảm nhận những điểm chạm giữa tại khu trung tâm Hoàng Thành, Thăng Long, Hà Nội.